Các bạn thân mến, kể từ khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ vào năm 1979 và nền quân chủ lập hiến hiện tại sau cùng được thành lập, chính phủ hợp tác với các nước đồng minh đã biến cơ sở này trở thành một căn cứ hải quân tương đối hiện đại, nằm dưới quyền chỉ huy của đế đốc Ok Chay Ha, phó tư lệnh hải quân Hoàng gia Campuchia. Campuchia và Trung Quốc vào tháng 6 năm 2022 đã làm lễ động thổ dự án nâng cấp căn cứ hải quân Riam ở miền nam Campuchia nhìn ra vịnh Thái Lan. Trước đó 2 ngày, báo chí Mỹ đã tiết lộ khả năng Bắc Kinh sẽ được Phnom Penh cho độc quyền sử dụng một phần căn cứ. Điều này đã làm dấy lên lo ngại tại nhiều nước như Mỹ, Úc và dĩ nhiên là cả Việt Nam. Tuy nhiên, Campuchia đã nhiều lần lên tiếng phản đối về những tin đồn xung quanh căn cứ hải quân này. Mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Manet mới đây cũng đã cho hay Campuchia có kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ với việc phát triển căn cứ hải quân Riam ở phía nam Biển Đông. Ông này một lần nữa tái khẳng định căn cứ được xây dựng bằng tiền của Trung Quốc này sẽ không phải là một nơi trú ngụ lâu dài của các lực lượng ngoại quốc kể cả Trung Quốc. Giới quan sát từng lo ngại việc Trung Quốc tham gia cải tạo nâng cấp căn cứ hải quân Riam ở Sihanoukville, Campuchia, gây lên mối đe dọa sát sườn phía Tây uy hiếp an ninh quốc phòng của Việt Nam. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Mời quý khán thính giả theo dõi tiếp trong video ngày hôm nay nhé! Căn cứ hải quân Riam là một cơ sở do Hải quân Hoàng gia Campuchia điều hành, nằm trên bờ biển Vịnh Thái Lan thuộc tỉnh Sihanoukville, Campuchia. Căn cứ này có diện tích khoảng 190 mẫu Anh, nằm trên bán đảo ngay phía đông nam của tỉnh Ly Kirompia, Sihanouk. Kể từ năm 2010, căn cứ này là nơi diễn ra các cuộc tập trận hải quân và huấn luyện chung hàng năm giữa Campuchia và Mỹ trong khuôn khổ chương trình hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, Campuchia đã phá bỏ những công trình của Mỹ và thay vào đó là những công trình do Trung Quốc tài trợ. Từ đó đã gây lên nhiều đồn đoán về những thỏa thuận bí mật giữa Campuchia và Trung Quốc. Gregory Poling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, lưu ý rằng việc tiếp cận Riam không có nghĩa là hải quân Trung Quốc gần về mặt địa lý hơn với eo biển Malacca, một tuyến đường vận chuyển quốc tế quan trọng vì Trung Quốc đã xây dựng nhiều cơ sở quân sự ở Biển Đông. Thế nhưng, căn cứ tại Riam sẽ tăng cường khả năng giám sát và thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc xung quanh vịnh Thái Lan và thậm chí là ở phía đông Ấn Độ Dương. Câu hỏi quan trọng hơn là việc hải quân Trung Quốc đặt căn cứ tại Campuchia sẽ tác động như thế nào đến khu vực? Theo giới quan sát, ngoài Việt Nam đã có một tuyên bố thận trọng, các nước Đông Nam Á khác chưa có phản ứng nào. Những điều đó không có nghĩa là họ không lo ngại. Trở lại với quá trình hình thành của căn cứ hải quân này với sự hiện diện của Trung Quốc. Tháng 7 năm 2019, tờ Wall Street Journal đã đưa tin rằng Hải quân Trung Quốc đã bí mật đảm bảo độc quyền tiếp cận khoảng 1/3 căn cứ trong vòng 30 năm, mang lại cho Bắc Kinh một sườn phía nam mới ở trên Biển Đông và là cứ điểm hải quân thứ hai ở nước ngoài sau khi một căn cứ ở Djibouti mở cửa vào năm 2017. Việc cho lực lượng vũ trang nước ngoài đóng quân như vậy sẽ đi ngược lại với bản hiến pháp Campuchia cũng như Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 kết thúc, nội chiến Campuchia. Giới chức Campuchia đã phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận này, gọi đó là tin giả, dù không xuất phát từ giới chức Trung Quốc mà đáng ra vẫn giữ im lặng. Tờ báo Khmer Times dẫn lời đại sứ Vương Văn Thiên nhấn mạnh rằng công trình nói trên chỉ nhằm giúp cho hiện đại hóa hải quân của Campuchia, chứ không nhằm ở bất kỳ bên thứ ba nào. Về phần Bộ trưởng Quốc phòng Thibanh, ông đã bác bỏ thông tin cho rằng căn cứ Riam khi được hiện đại hóa sẽ do quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng. Trước đó vào ngày 7 tháng 6, phát ngôn viên chính phủ Phnom Penh cũng tuyên bố Campuchia sẽ không cho phép Trung Quốc sử dụng độc quyền căn cứ Riam hoặc phát triển địa điểm này làm căn cứ quân sự. Mới đây phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trụ sở Bộ Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định mục đích của việc phát triển căn cứ hải quân Riam và các năng lực quân sự khác là tăng cường quốc phòng chứ không phải để đe dọa hay gây chiến với bất kỳ quốc gia nào. Tôi xin nhắc lại rằng căn cứ hải quân Riam thường được nhắc đến trên báo chí. Điều 53 trong hiến pháp của chúng ta nêu rõ ràng rằng Campuchia không cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình và quân đội Campuchia cũng không có căn cứ trên bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác ngoại trừ theo sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh. Bước đột phá mới nhất của Trung Quốc nhằm xây dựng sự hiện diện ở Biển Đông
mở rộng mức sử dụng hàng hai căn cứ hải quân Ream ở Trung Quốc, một phần trong chiến lược chuỗi Ngọc Trai nhằm khẳng định mình là một cường quốc hàng hải biển xanh có khả năng thách thức Mỹ, đang làm tăng thêm mối lo ngại về sự hung hăng ngày càng lấn chiếm của Hải quân Bắc Kinh. Các ví dụ trước đây bao gồm các cảng Wada ở Pakistan và Hambantota ở Sri Lanka. Cả hai đều nằm trên Ấn Độ Dương và phần lớn được tài trợ hoặc kiểm soát bởi các công ty nhà nước của Trung Quốc. Có những quan điểm trái ngược nhau về thực lực quan trọng của căn cứ hải quân Ream mà Trung Quốc đang can dự. Một số người thì tin rằng Ream có giá trị chiến lược hạn chế do vị trí địa lý của nó ở trên bờ biển Campuchia, khiến nó trở thành một ngõ cụt hàng hải ở vịnh Thái Lan, khiến nó có giá trị gia tăng hạn chế đối với việc triển khai sức mạnh hải quân của Trung Quốc, khi mà nước này đã có sẵn nhiều căn cứ hải quân trên quần đảo Hải Nam, không quá xa có khả năng tiếp cận trực tiếp tới Biển Đông, nơi mà Hải quân Nhân dân Trung Quốc có nhiều tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng khác trong khu vực. Nhờ vị trí chiến lược, căn cứ này sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường triển khai sức mạnh không chỉ ở Đông Nam Á, mà còn cả ở eo biển Đài Loan. Đây sẽ là căn cứ hải quân đầu tiên của Trung Quốc ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới sau căn cứ ở Djibouti. Phnom Penh đã nhiều lần phủ nhận rằng Trung Quốc đang được trao quyền tiếp quận quân sự độc quyền vào căn cứ. Hãy nói rằng điều đó sẽ trái với hiến pháp của Campuchia. Chiến hạm Trung Quốc đã trở thành những chiếc đầu tiên sử dụng quân cảng Ream của Campuchia vừa được nâng cấp. Sự kiện đã được cả Phnom Penh lẫn Bắc Kinh giấu kín, nhưng rốt cuộc đã bất ngờ bị một quan chức cấp cao tiết lộ và ảnh vệ tinh của Mỹ vạch trần. Sự kiện này đã làm dấy lên phản ứng lo ngại đặc biệt từ phía Mỹ. Thông tin về việc đã ít nhất hai chiếc tàu hải quân Trung Quốc cập bến cảng tại căn cứ hải quân Ream của Campuchia nhìn ra vịnh Thái Lan đã được đưa ra một cách gián tiếp thông qua một bài đăng của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Ti Chay Ha trên Facebook hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 12 năm 2023. Bài viết cho biết là quan chức này đã đến căn cứ Ream để thị sát việc chuẩn bị cho hoạt động huấn luyện của Hải quân Campuchia, cũng như kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng ở nơi này. Bài viết không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng lại kèm theo nhiều hình ảnh chụp quan chức Campuchia cùng với đại sứ Trung Quốc Vương Vấn Thiên, và nhất là cho thấy hai chiến hạm đậu ở mới bến, một chiếc được xác định là tàu hộ tống Văn Sơn, Winchan của Hải quân Trung Quốc. Hãng tin Mỹ AP cũng đã tham khảo thêm các bức ảnh vệ tinh do Planet Lab PBC chụp hôm Chủ nhật cho thấy hai tàu chiến Trung Quốc neo đậu ở căn cứ Ream và hình dáng tương ứng với những hình ảnh mà được ông Ti Chay Ha chia sẻ trên mạng. Căn cứ vào kích thước và hình ảnh các con tàu mà Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia công bố, AP cũng đã cho rằng rất có thể cả hai đều là hộ tống hạm lớp 6 Type 56 của Trung Quốc. Sự hiện diện của hai chiến hạm Trung Quốc tại căn cứ hải quân Campuchia Ream đã đặt ra câu hỏi về khả năng Trung Quốc bắt đầu tiếp quản cơ sở quân sự có giá trị chiến lược trọng yếu này. Vào năm 2019, nhật báo Mỹ The Wall Street Journal đã tiết lộ thông tin về một dự thảo ban đầu của một thảo luận theo đó Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ Ream trong 30 năm với quyền được bố trí quân lính, lưu trữ vũ khí và cho tàu chiến neo đậu. Thủ tướng Campuchia thời đó là ông Hun Sen đã phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận. Nhưng sau đó Phnom Penh đã cho phép Trung Quốc nâng cấp và phát triển đáng kể căn cứ Ream. Theo Asia Sentinel, Tom Sugat, một nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Trung tâm An ninh mới của Hoa Kỳ, đã phân tích một số ảnh vệ tinh và thấy rằng việc rà phá và làm đường đáng kể đã được thực hiện trong khu vực dành riêng cho quân đội Trung Quốc sử dụng. Việc này sẽ cho phép triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, dẫn đường bằng radar từng được ghi nhận tại các căn cứ hải quân của Trung Quốc. Việc chiến hạm Trung Quốc bắt đầu sử dụng quân cảng Ream phải chăng là dấu hiệu dự báo cho việc này trở thành căn cứ quân sự thứ hai của Trung Quốc ở hải ngoại sau Djibouti ở châu Phi? Đây là một vấn đề còn đang trong vòng suy đoán, nhưng Hoa Kỳ đã bày tỏ ngay thái độ quan ngại. Cũng trong bài viết của Asia Times, ông Nguyễn Khắc Giang, nhà phân tích tại Đại học Victoria Wellington đã cho biết căn cứ này có thể gây ra rủi ro lớn cho hoạt động của Hải quân Việt Nam mà Bộ Tư lệnh Vùng 5 chỉ nằm cách đó khoảng 30 km. Và năm ngoái, Việt Nam đã thông báo thành lập một hải đội dân quân thường trực tại tỉnh Kiên Giang, giáp với tỉnh Kampot, Đông Nam Campuchia. Báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam vào tháng 6 năm 2021 đã cho biết đơn vị mới sẽ bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo và thuộc quyền quản lý của quân khu 9. Nghiêm trọng hơn, sự hiện diện của quân sự Trung Quốc ở miền Nam Campuchia có thể đồng nghĩa với việc bao vây Việt Nam. Việt Nam hiện đang đối mặt với quân đội Trung Quốc qua biên giới ở phía Bắc và ở phía Đông từ các cơ sở quân sự của Trung Quốc được xây dựng ngày càng nhiều ở Biển Đông.
các tàu hải quân Trung Quốc đóng tại căn cứ hải quân Riam của Campuchia, có nghĩa là Việt Nam kể từ nay bị đe dọa cả ở phía Nam và phía Tây. Điều này hiện tại chưa thực sự rõ ràng, nhưng tuy nhiên không phải là không có căn cứ khi mà nhìn vào bản đồ khu vực. Alexander Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Induje ở Honolulu, Hawaii, báo động cùng với các đảo do Trung Quốc kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Các tàu đó đã tạo ra gọng kìm quân sự để siết chặt Việt Nam. Ông Vuving nói thêm, sự hiện diện của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Riam là một yếu tố thay đổi cuộc chơi cho quan hệ giữa một bên là Campuchia với Trung Quốc và bên kia là Việt Nam. Nó đánh dấu một điểm không thể quay lại trong quan hệ Campuchia, Việt Nam và Trung Quốc với Việt Nam. Nhà nghiên cứu của Lê Hồng Hiệp ở Singapore cũng đã có nhận định tương tự. Nếu như họ có sự hiện diện ở vùng biển Campuchia như ở Riam, thì cái lợi lớn nhất đó là họ có thể rút ngắn thời gian khi mà triển khai lực lượng ở phía Nam Biển Đông. Các tàu của họ từ căn cứ Riam khi mà triển khai xuống khu vực phía Nam Biển Đông thì sẽ nhanh và hiệu quả hơn so với triển khai từ Hoàng Sa và Trường Sa hay từ Trung Quốc đại lục. Khi mà có sự hiện diện ở Campuchia, ở phía Nam Biển Đông như vậy thì có thể họ sẽ tạo thành một thế gọng kìm ở Biển Đông, có thể triển khai lực lượng hải quân từ hai phía Bắc và Nam và từ đấy có thể uy hiếp an ninh của Việt Nam cũng như là các nước khác trong khu vực, cũng như là uy hiếp các lực lượng hải quân của các nước bên ngoài khu vực như của Mỹ và của các đồng minh. Tuy nhiên, căn cứ Riam này không quá lớn và theo tôi hiểu thì Trung Quốc chỉ được phép tiếp cận khoảng 1/3 diện tích căn cứ ấy. Một điều nữa là căn cứ Riam cũng ở xa các khu vực tranh chấp chính ở Biển Đông, đặc biệt là khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, những khu vực mà dễ xảy ra xung đột quân sự nhất. Khu vực Riam tương đối gần đảo Phú Quốc của Việt Nam. Chính vì vậy Việt Nam nếu muốn có thể triển khai các thiết bị ở Phú Quốc để có thể theo dõi và giám sát các hoạt động hải quân ra vào của khu vực Riam. Chắc chắn là nếu Trung Quốc có sự hiện diện thường trực ở căn cứ này thì có thể họ sẽ có một số lợi thế nhất định. Nhưng đấy không phải là một lợi thế quá lớn và Việt Nam có lẽ không phải quá lo lắng về vấn đề này.